Chào bạn, này à, mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là những các cái mẫu đầu hươu nhỏ, vừa và nhỏ nhé, rất là đẹp. Đó, thì những cái mẫu dòng mà hàng Nga ấy, thì các bạn đã thấy được rằng cái cặp sừng nó màu trắng rất là đẹp. Đó, thì ra bên mình cũng đã làm căng bóng mịn hết rồi. Đó, thì về các bạn chỉ việc trưng bày thôi. Thì với những các cái mẫu đầu nhỏ này thì bên mình có rất là nhiều mẫu hàng Nga và hàng Siberia. Ví dụ như các bạn mà có muốn lấy mẫu mà cỡ thông số kích thước bao nhiêu đó thì là hàng Nga hay là hàng Siberia thì các bạn có thể inbox trực tiếp, mình cũng sẽ tư vấn qua giúp các bạn. Đó thì mình có rất là nhiều mẫu nhé, từ to từ bé vân vân rất là